Rồi 1804 xăng ngang vai nè. Em đang mang là 1804 xăng ngang vai nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em là 1804 kèm số điện thoại luôn giúp em. Đỏ tím xăng dài có nha Minh Nguyệt ơi. Rồi cái mẫu em đang mang là xăng ngang vai mã 1804 nha. Ai lấy bộ này comment cho em là 1804 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 1804 xăng ngang vai kèm số điện thoại luôn giúp em. 1804 xăng ngang vai kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Còn ai muốn mua bộ tóc em đang mang giá 39k thì nhớ chia sẻ livestream thật nhiều giúp em nha. Lên tường và các hội nhóm nha. Chị nào mình có lượt chia sẻ livestream thật nhiều và thật nhiệt tình thì mình sẽ được ưu tiên mua bộ tóc em đang mang hoặc là bất kỳ bộ khác giá chỉ có 39k mấy chị nha. Là em sẽ ưu tiên bán tóc giá 39k cho chị nào mình chia sẻ nhiệt tình nha mấy chị nha. Tóc cột màu xanh rêu khói không có nha em ơi. Cột màu xanh rêu khói không có. Rồi ai lấy bộ này comment cho em 1804 kèm số điện thoại nha. Coi lại số 2 hả? Số 2 là số mấy em ơi? Số 2 là bộ nào em? Rồi em qua mẫu cho mấy chị xem nha. Đỏ tím nha. Tóc nhiều hả? Bên trong là có cái lưới chùm hết nha mấy chị nha. Bên em tặng kèm lưới chùm, khi mấy chị mua tóc bộ là lưới chùm sẽ bao gọn lại hết mấy chị nha. Tóc dài, tóc ngắn đều bao gọn lại được nha. Rồi em qua mẫu đỏ tím nha. Rồi em đang mang là tóc bộ màu đỏ tím nè. À, tóc ngắn là không có gắn like em ơi, tóc ngắn không có gắn like. Rồi cái mẫu em đang mang là đỏ tím nè. Đỏ tím mấy chị ơi, đỏ tím này rất là đẹp luôn nha. Đỏ tím này là rất là hiếm màu luôn. Ai lấy cái bộ này comment giúp em là đỏ tím kèm số điện thoại luôn giúp em. Gợn sóng dài mã 02 rồi ok 02 nha. Rồi mẫu em đang mang là đỏ tím xăng dài nha. Ai lấy bộ này comment giúp em là đỏ tím xăng dài kèm số điện thoại luôn giúp em. Đỏ tím xăng dài nha. Rồi em chào chị Thúy Mùi nè. Tóc này dùng nhiệt uống dụi bóng được mấy chị nha. Mấy chị mua về mấy chị không thích xăng mấy chị dụi thẳng ra nha, nhiệt 140 độ nha. Còn mấy chị muốn bấm phòng là dùng 201, nhiệt 201 mấy chị bấm phòng thoải mái mấy chị nha. Rồi bộ em đang mang đỏ tím, ai thích cái bộ em đang mang comment giúp em là đỏ tím kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Đỏ tím kèm số điện thoại luôn giúp em nè. Đỏ tím kèm số điện thoại luôn giúp em nha mấy chị nha. Rồi ai muốn xem mẫu gì mình comment tiếp, em lên mẫu tiếp cho mọi người xem nha. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Em qua mã 02 màu nâu vàng nha. Tóc bộ em đang sale đồng giá là 220 tặng kèm lưới chùm nha mấy chị nha. Rồi cái mẫu này em qua mẫu 02 cho mấy chị xem nè. 02 xăng dài, xăng sóng 02 nè, hạt dẻ ngang lưng có nha Hoàng Long ơi. Rồi mẫu này là 02 màu nâu vàng nha. 02 màu nâu vàng mấy chị nha. 02 là xăng gần sóng dài 65cm mấy chị nha. Chị Thúy Mùi, hàng của chị là trưa nay gửi đi nha chị Thúy Mùi nha. Rồi mẫu này là 02 màu nâu vàng nè. Gần sóng 02 nha. Ai lấy bộ này comment giúp em 02 nâu vàng kèm số điện thoại luôn giúp em. 02 màu nâu vàng kèm số điện thoại luôn giúp em, chốt cho Minh Nguyệt đỏ tím nè. Rồi bộ em đang mang là mã 02 nha. Chị nào lấy cái bộ này comment cho em 02 nâu vàng kèm số điện thoại luôn giúp em. Mẫu này em có sô-cô-la luôn nha mấy chị nha. Tóc thẳng giống nãy em lấy mà có like hả, là có like tay nha em ơi. Có like tay thẳng nha, nhưng mà nó sẽ ngắn hơn cái dạng 70cm nha. Nó chỉ có 65cm thôi. Rồi Nam Phương lấy đỏ tím chốt cho em số điện thoại nè, đề can Nam Phương nè. Tóc buộc được lên không? Tóc bộ là chủ yếu mấy chị thả là đẹp nhất nha. Còn chị nào mà muốn cột lên thì mình nên xài tóc cột hoặc tóc mậm nha. Em chốt cho đề can Nam Phương nè. Nguyễn Huy Hoàng chốt đỏ tím rồi nha, Nguyễn Huy Hoàng ơi. Rồi loại ngắn hơn em, loại ngắn hơn nó qua xù lẫn nha chị nha. Ngắn hơn nó qua xù lẫn đây nè. Ngắn hơn thì nó qua loại xù lẫn này. Đây ngắn hơn qua xù lẫn nha. Dương Vi em chia sẻ 74 nhóm rồi. Rồi nha mấy chị nào mình chia sẻ rồi là lượt chia sẻ còn nằm đó, không có mất đi đâu hết. Là sau khi kết thúc livestream bên em sẽ kiểm tra lại và công bố kết quả cho mấy chị nha. Mẫu nào ngắn hơn? Rồi ngắn hơn em còn nhiều mẫu lắm nha.
Dạ chị Thúy Mùi ơi, hóa đơn 500 em mới tặng lượt được nha. Còn hóa đơn mà 200 mấy, 300 là em không có tặng lượt được. Tại vì em đã giảm giá cho mỗi hóa đơn của mấy chị rồi. Rồi cái mẫu em đang mang là xù lửng nha. Đây nha, xù lửng nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em là xù lửng kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Xù lửng kèm số điện thoại luôn giúp em. Xù lửng giá cũng là 220 tặng.